Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, thành phố Hà Nội đã ban hành hai bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố. Triển khai thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử chính là cơ sở quan trọng để xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, một phong trào mà thành phố luôn ưu tiên hàng đầu trong nhiều năm qua. Đặc biệt, mỗi ngành, mỗi địa phương đều gắn việc thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử với các phong trào thi đua. Trong đó, phương châm đề ra là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải đi tiên phong để làm gương không chỉ trong văn hóa ứng xử nơi công sở mà còn ở nơi công cộng để tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ đối với nhân dân. Vậy thực tế, các địa phương của Hà Nội đã triển khai thế nào? Sau đây là ghi nhận của chúng tôi. Bà Đỗ Thị Quý ở quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, trước đây bà thường xuyên đi làm thủ tục hành chính. Nhưng hôm nay khác những lần trước, thủ tục của bà được giải quyết rất nhanh và không phải chờ đợi. Chất lượng phục vụ thì rất là tốt, mà thái độ thì rất là liềm lở, không có cáu gắt, không có gì cả. Đấy, nói chung là nhân viên là tốt, phục vụ chu đáo, tư vấn cho các cô các thủ tục là rõ ràng, rành mạch. Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức người lao động các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội đã được lồng ghép gắn với việc triển khai chỉ thị số 05 khóa 12 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng. Các cơ quan đã bổ sung vào quy chế làm việc của cơ quan đơn vị về thực hiện quy tắc ứng xử, đưa kết quả việc thực hiện quy tắc ứng xử vào tiêu chí bình xét thi đua hàng năm. Từ đó, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, phong cách làm việc, đặc biệt là thái độ làm việc của cán bộ công chức viên chức, nhất là cán bộ ở những bộ phận hay tiếp xúc với người dân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có những nội dung mà mình cần phải phát huy qua những cái thực hiện của mình, thấy nó còn vướng ở đâu thì chúng tôi cũng căn cứ trên những cái nội dung mà quyết định về quy tắc ứng xử chúng tôi có vận dụng nó linh hoạt và đem lại cái hiệu quả trong công việc. Bản thân như tôi không thường uống bia rượu buổi trưa nữa, bọn tôi có đi thì cũng chỉ đi ăn cơm xong về thôi. Thì cái đấy thì nó mang lại cái hiệu quả, theo tôi là nó cũng là có cái hiệu quả lớn. Thứ nhất là về cái việc mà mình không kéo dài cái thời gian nghỉ trưa do cái phải uống bia rượu, mà về thì buổi chiều thì nó cũng cái tinh thần nó cũng thoải mái hơn, khi làm việc nó cũng tốt hơn. Có thể nói, sự vào cuộc chủ động tích cực của những cán bộ, công chức, công tác tại các di tích, những điểm đến du lịch trên địa bàn cũng góp phần thực hiện hiệu quả bộ quy tắc ứng xử này. Đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội thân thiện, mến khách. Việc áp dụng hai bộ quy tắc ứng xử này góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách tốt hơn, đặc biệt tại các di tích như Đền Ngọc Sơn, di tích Văn Miếu, Quốc Tử Giám, di tích nhà tù Hỏa Lò, mỗi cán bộ, nhân viên đều thể hiện sự tôn trọng, nhiệt tình với khách tham quan. Nhận xét chung trên toàn thành phố thì có chuyển biến một cách rất là rõ rệt, đều nhận thức một cách nó rất rõ ràng về trách nhiệm của mình, trách nhiệm của người dân. Khi tham gia các hoạt động hay là khi ứng xử ở những nơi công cộng, chúng tôi trước hết là thấy cái vai trò trách nhiệm rất là nặng nề. Mình có làm tốt thì mình mới đi hướng dẫn và mình làm những cái gương để cho các đơn vị khác có thể là học tập hoặc là có thể rút kinh nghiệm. Thấy rõ yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh việc cải thiện ý thức của đội ngũ cán bộ công chức trong phục vụ người dân và doanh nghiệp. Vừa qua tại Hà Nội, phát biểu tại lễ phát động phong trào cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở do Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, văn hóa công sở phải gắn với gia đình và văn hóa xã hội. Cán bộ công chức phải thực hiện nêu gương với người thân trong gia đình, con cái, bạn bè, đồng nghiệp và những mối quan hệ xã hội. Văn hóa công sở gắn với trách nhiệm công vụ, trong đó trách nhiệm công vụ là trung tâm, văn hóa là cái gốc. Văn hóa công vụ là phải đặt giá trị tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Phát biểu hưởng ứng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bày tỏ sự thống nhất và biểu thị tinh thần quyết tâm cao, nhiệt liệt hưởng ứng phong trào cán bộ công chức viên chức thủ đô thi đua thực hiện văn hóa công sở, đồng thời đề ra 5 nhiệm vụ giải pháp. Thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai toàn diện đồng bộ công tác cải cách hành chính ở tất cả các cấp, các ngành với mục tiêu xuyên suốt là hướng nền hành chính của thành phố, lấy người dân và doanh nghiệp lên trung tâm để phục vụ. Lấy sự hài lòng của người dân là tiêu chí đánh giá. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp thành phố Hà Nội lấy chủ đề nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Điều này cho thấy quyết tâm tăng cường trật tự kỷ cương hành chính, nâng cao vai trò nêu gương đạo đức công vụ, tinh thần thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ công chức viên chức các cấp của thành phố tại công sở, nơi công cộng. Đấy đó là cốt lõi để lan tỏa nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng trật tự kỷ cương trong xã hội. Đến đây chúng tôi xin kết thúc phóng sự hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.